Hiền Vân xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay thì ngày thứ bảy, nhân lúc trời mưa thì khách cũng hơi có gián đoạn một chút xíu, thì bắt cóc một anh chàng rất là đẹp trai để ngồi đây cùng trò chuyện, chia sẻ về vấn đề là mụn hoặc là bạn bị thâm như thế nào và quá trình bạn điều trị tại Hiền Vân đạt kết quả ra sao để quý khách hàng cùng tham khảo nhé. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Em giới thiệu về mình cho khách hàng, quý hàng được biết không? Dạ. Chào mọi người, em thì tên Biên, sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu và lên điều trị mụn tại Hiền Vân Spa. Có nghĩa là em ở Vũng Tàu mà em lên Hiền Vân điều trị. Vậy thì hiện tại em đang ở quận mấy? Dạ, em đang ở Gò Vấp. À, em Gò Vấp. Rồi, hiện tại thì em đang làm công việc gì? Thì công việc em thì công việc chính em ở dưới Vũng Tàu, em đang ở lên đây em lên chơi thôi. À, em lên chơi xong em ghé đi chị mụn luôn. Dạ, rồi qua kênh nào em đi tới Hiền Vân mà em đi từ Vũng Tàu lên đây? Dạ thì em có lúc bị mụn thì em có lên tìm ở trên Google thì thấy Hiền Vân được đánh giá rất là tốt, nên là em đã tới đây thử dịch vụ và thấy rất là hài lòng. À, cảm ơn em rất nhiều. Vậy là chị nghĩ em nên làm ở đây, quê Vũng Tàu nhưng em làm đây, vậy là em ở Vũng Tàu xong rồi em lên đây em điều trị mụn thôi. Rồi vậy thì qua buổi trị mụn thì em điều trị mụn bằng phương pháp nào tại Hiền Vân rồi? Dạ em điều trị mụn bằng phương pháp bắn pixel. Pixel. Rồi pixel em điều trị mụn thì cái buổi em điều trị mụn bằng pixel, công nghệ pixel là mấy buổi? Dạ điều trị một buổi ạ. Một buổi bằng công nghệ pixel đúng không? Dạ. Rồi sau một buổi điều trị thì em cảm nhận như thế nào về cái kết quả mà Hiền Vân mang lại cho em? Dạ, sau khi điều trị thì em thấy là công nghệ pixel giúp cho cái mụn viêm của em nó hết hẳn luôn. À, hết hẳn luôn, đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Lúc trước thì thường là ai mà có mụn viêm á thì các bạn phải điều trị 3-4 tháng là chuyện rất là bình thường. Đôi khi cái mụn nó viêm sâu xuống, khả năng để lại sẹo rất là cao. Nhưng mà bây giờ có kinh nghiệm và có cái công nghệ pixel của Đức rồi thì đối với mụn bây giờ viêm cỡ nào như Hiền nói là nó nhỏ như con kiến, nó không có gì đáng lo cả. Chỉ cần một buổi thôi là sạch viêm đến 80%. Trừ là ai có bạn nào mà nang quá chai, quá to như quả trứng hoặc nửa quả trứng thì lúc này chúng ta cần khoảng 2 buổi. Còn nếu mà mang nang chai mức độ bình thường thì nó chỉ cần một buổi, như bạn Biên chia sẻ là chỉ cần một buổi thôi là đã sạch viêm rồi. Mà khi mà cái công nghệ pixel này rất là hay, ngoài vấn đề nó điều trị mụn cho em xuống nhanh này, thứ hai là nó còn giúp cho em giảm thâm trong buổi hôm đó đúng không? Rồi nó tiêu diệt toàn bộ những cái vi khuẩn là tiềm ẩn sâu bên trong từ trung bì, nên là khi mà để mà da em mà dưỡng tốt là hầu như là những cái vùng bị mụn nó không có tái lại nữa. Sau khi mà điều trị mụn thì chị cũng thấy da em có rất là nhiều thâm, thì em điều trị thâm bằng công nghệ nào tại Hiền Vân rồi? Điều trị thâm thì em có sử dụng công nghệ là phi kim ạ. Hay kim của Dr. Dimic đúng không? Yeah. Vậy thì em trải nghiệm mấy buổi điều trị thâm tại bên mình? Dạ, em điều trị một buổi ạ. Một buổi, rồi cái kết quả một buổi thì em cảm nhận được bao nhiêu phần trăm? Em cảm giác là sau khi điều trị xong là phải được tới 80-90. À, 80-90, có đúng như chị Ba cam kết không? Hay là nó còn hơn cái vấn đề cả chị Ba cam kết vậy? Hơn nữa đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều. Thì qua những cái buổi chia sẻ thì đây là khách hàng thật, người thật về việc thật để các bạn cùng tham khảo. Cũng như vừa nãy mình cũng chia sẻ với bạn, trò chuyện với bạn là em khi mà ngồi chia sẻ như thế này thì em cảm nhận về bên mình như thế nào thì em cứ chia sẻ thật như thế đó. Chứ chị bên mình không có là hay là điều trị được một mà bạn phải nói thành hai, không có. Do bạn tự cảm nhận về cái kết quả bên mình. Thứ hai lại là rất là nhiều bạn bây giờ đang là lo lắng là khi mà điều trị và xâm lấn như vậy á thì nó có làm da chúng ta bị yếu mỏng hay là gây về vấn đề sau này da chúng ta có tổn hại gì không, hay nó để lại những cái hậu quả như thế nào. Thì qua quá trình em điều trị thì em cảm nhận ra sao về hai cái công nghệ Pixel Master và công nghệ Dr. Dimic bên mình để điều trị thâm? Thì về công nghệ thì sau khi sử dụng xong công nghệ thì em thấy là sau khi sử dụng hai công nghệ này tầm trong khoảng một tuần thì chúng ta sẽ, da chúng ta sẽ hơi khô. Thì lúc này chúng ta sẽ cố gắng dưỡng da chúng ta tốt nhất để sau khi điều trị xong thì da rất là, lúc đó tái tạo rất là tốt, nên chúng ta còn phải giữ da để cho nó sau này sẽ được kết quả tốt hơn. Thì sau khoảng thời gian một tuần thì đã lột hết, hoặc là ai chưa lột thì để lâu hơn một xíu thì sẽ tốt hơn, thì chúng ta vẫn có thể sinh hoạt lại như bình thường, không ảnh hưởng gì. Cảm ơn em rất là nhiều, bạn chia sẻ được rất là sâu vì bạn trải nghiệm rồi. Có nghĩa là thường điều trị bằng công nghệ cao tại Hiền Vân Spa thì thường da mình sẽ đóng mài tái tạo trong từ 7 đến 10 ngày tùy theo sức khỏe làn da của em. Thì có những bạn nào chậm lắm có nghĩa da các bạn mỏng yếu khô quá thì nó cũng phải dao động khoảng 12 buổi hàng ngày. Thì cái này thì mình cũng đã quay vào, chính bản thân chị cũng trải nghiệm rồi, thì nó cũng dao động khoảng 7 đến 10 ngày thôi. Thì quan trọng nhất như bạn Biên vừa chia sẻ là dưỡng tốt. Tại sao mình cứ re hoài là dưỡng tốt? Tại vì rất là nhiều bạn khách hàng có tâm lý là khi có mụn thì chúng ta chỉ xử lý mụn thôi, còn về nhà tự dưỡng. Thì đương nhiên không phải là các bạn không dưỡng được tại nhà,
Nhưng mà ở đây á, là ở nhà mỹ phẩm của bạn hầu như là chưa, mình bên mình chưa có test được. À, nó có rất là như thế này, mình nói là thường em thấy được là đa phần là nhiều bạn là hay sử dụng những hàng có rất là thương hiệu tốt đúng không? Mỹ rồi là Tây Ban Nha rất là tốt, nhưng đôi khi nó vẫn không phù hợp với trong lúc mình điều trị thì nó không mang lại kết quả cao, đôi khi lại không mang kết quả cao và không dị ứng là đã tốt rồi. Nhưng sợ nhất là dị ứng, nên là trong khi mà nếu như các bạn mà đã theo điều trị cũng như em, bên mình cũng tư vấn là lên theo cái dưỡng mà bên mình tư vấn để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là bên mình bác sĩ chuyên gia đội ngũ đã test rất là kỹ rồi, là thứ nhất là độ an toàn đầu tiên này, thứ hai là kết quả sau khi điều trị để nó đảm bảo được là cái hiệu quả bên mình cam kết đúng như là cái phác đồ đã đưa cho em tư vấn ngay từ đầu. Thì em cũng thấy là thứ nhất là mình thấy là an toàn đúng không? Yeah. Thứ hai nữa là kết quả ra là có thể là còn ngoài cái mong đợi của em nữa. Yeah. Đó thì bên mình thường nói với em là sẽ cam kết ở cái mức thấp nhất, còn chắc chắn là khả năng còn hơn, phụ thuộc hoàn toàn vào cái chế độ dưỡng da của các bạn ở nhà. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn tham khảo làn da của bạn Viên trước khi điều trị như thế nào nhá. Bây giờ thì các bạn nhìn thấy tình trạng da của bạn này. Khi bạn tới Hiền Vân thì bạn có nhiều những cái nốt này, nốt chai viêm như thế này. Nhìn nó bé bé thôi nhưng bên trong thì nó rất là cứng và chai đúng không? Em sờ em thấy rõ đúng không? Nhìn thì nó giống như một nốt thông thường nhưng thực ra nó chai không lấy được. Đúng không ạ? Rồi nó có nhiều những cái sẹo đúng không ạ? Yeah. Rồi có nhiều mụn thịt nữa, hình như em có đốt mụn thịt tại Hiền Vân hả? Em có đốt mụn thịt. Đốt mụn thịt em thấy sau một buổi nó hết được bao nhiêu phần trăm? Thì em soi gương thì cũng thấy nhưng mà hình như nó hết rồi. Hết rồi đúng không? Tại vì chị thấy là ở má này em còn có những cái nốt mụn thịt, bây giờ chị thấy là mặt không có mụn thịt luôn. Đó. Thì không phải bên mình đều chỉ mụn đâu, còn tất cả các loại mụn đều hết nha. Vậy thì ở đây là chúng ta nhìn thấy vấn đề bạn còn có sẹo này, sẹo mới, sẹo cũ rất là nhiều. Thì những cái sẹo trắng như thế này là sẹo sơ rồi. Đúng không ạ? Mà em chưa điều trị sẹo mà. Nói chung là nó cũng bổ trợ tái tạo cho em nhiều, còn đa phần những cái sẹo mới là đầy gần hết đúng không? Mặc dù là bạn chưa điều trị sẹo nha các bạn, bạn chỉ điều trị mụn thôi, rồi là điều trị phi kim là bằng công nghệ AMIC là để điều trị về thâm, còn điều trị mụn bằng công nghệ pixel nhưng mà nó giúp tăng sinh collagen cho bạn rất là nhiều. Vậy nên những cái sẹo mới của bạn em thì nó cũng được hỗ trợ đầy hết. Thì đây là cái làn da các bạn nhìn thấy mấy cái sẹo ở chỗ này bây giờ hoàn toàn đầy hết nhá. Thì trong quá trình điều trị tại Hiền Vân á, cái công nghệ pixel điều trị mụn nhưng nó vẫn bổ trợ giúp tăng sinh collagen và tự mờ thâm. Mặc dù chúng ta chưa để thâm, nhưng mà nếu như chúng ta điều trị mụn thì một buổi chắc nó chỉ bổ trợ khoảng 30-40% về mờ thâm thôi đúng không? Yeah. Nhưng cuối cùng em muốn để đạt được kết quả 90-100% về thâm thì bên mình có cái công nghệ Dr. Demix điều trị một buổi thôi nè, có thể là giúp cho em coi như giảm thâm 70-80%. Nó cũng giúp làm đầy những cái sẹo thâm và những cái sẹo mà em trắng sơ rồi thì nó làm mềm cái mô ra. Nhìn cái làn da nó đẹp, nó trẻ hơn đúng không? Căng bóng hơn. Thì các bạn thấy được đây là cái kết quả mà sau 2 buổi điều trị bằng công nghệ cao tại Hiền Vân. Đây là bạn khách hàng của mình nhá. Nói thì không bằng làm, quan trọng nhất làm và cái sự cam kết với khách hàng nó có đúng không. Và như bạn Biên chia sẻ là các bạn cố gắng dưỡng thật tốt, nhớ nhỉ, dưỡng thật tốt và lên dưỡng theo phác đồ Hiền Vân tư vấn. Các bạn tự ý dùng sản phẩm ở nhà vẫn được, nhưng thứ nhất là về tính an toàn, thứ hai là cái chất lượng bên mình chưa test được những sản phẩm đó thì đa phần là mình cũng không thể tính được cái vấn đề kết quả nó ra được bao nhiêu phần trăm. Nhưng các bạn thông cảm, khi đã quyết định điều trị thì các bạn nên theo đúng phác đồ đội ngũ chuyên gia bác sĩ Hiền Vân tư vấn cho các bạn. Thì đây là cái má này thì quý hàng thấy sao ạ? Đây là kết quả thật nha các bạn. Người thật việc thật, các bạn tham khảo. Rồi chúng ta sẽ coi về vấn đề cái má bên tay trái một chút xíu. Ở giữa mặt đấy thì các bạn cũng không có nhiều vấn đề, nhưng chỉ có má bên phải và má bên trái. Bên má bên phải thì bạn có nhiều này, nếu chúng ta nhìn má bên tay phải thì bạn có rất là nhiều cái sẹo rỗ này, sẹo mới, sẹo cũ này, rồi mụn viêm nang mà có rất là nhiều những cái mụn thịt này. Đó, bên mình làm mụn thịt là đây cả má các thứ này. Mụn thịt đốt một lần là hết 100% nha các bạn. Bên mình cam kết một lần xong là bảo hành vĩnh viễn luôn ấy. Bạn nào mà đốt mà còn sót là mình bảo hành luôn, nếu như cái chân nó còn sót. Với cái tình trạng má bên tay trái thì các bạn thấy những cái nang này cũng tương đối to. Nhưng mà lúc em đến tư vấn thì Hiền Vân cũng tư vấn em là nếu như cái nang này mà em bắn bông nghệ pixel thì chúng ta sẽ không có bị thâm, bị viêm đúng không ạ? Yeah. Không bị sẹo chứ. Thì các bạn thấy được bây giờ hiện tại thì những cái nốt này đã xuống gần như hết rồi. Hôm nay thì bạn tới chăm sóc da thôi để đạt được kết quả tốt hơn. Thì đây là cái vấn đề này, hiện tại bên má này hoàn toàn không có sẹo luôn. Và cái da là da của bạn thì rất là căng bóng và đều màu. Thì đây là má bên tay trái của bạn, rất là nhiều những cái mụn nang này. Nếu như những bạn khách hàng nào, quý khách hàng chúng ta đang xem trên buổi live hôm nay, nếu như bạn nào có làm trong ngành chị Ba thì các bạn sẽ thấy được những cái mụn nang này. Nhìn thì thế thôi nhưng bên trong nó rất là chai và cứng và chân mụn nó rất là sâu. Nếu chúng ta điều trị không khéo là khả năng là nó còn nang sâu hơn, hoặc là để ra những cái vấn đề về sẹo rỗ. Nó còn ăn luồn dưới da rất là kinh khủng, chứ không phải là nhìn đơn thuần như thế này, nhưng thực ra nó là những dạng mạch lươn ăn luồn, các bạn thấy không ạ? Đó, vậy nên là ở đây thường có những bạn còn bị những sẹo lồi gồ gồ như thế này rất là mất thẩm mỹ. Nhưng mà đối với công nghệ pixel là giải quyết một buổi thôi là đã xuống viêm cho bạn 80% rồi.
Thì đây là cái kết quả rất là thực tế cho quý hàng tham khảo. Nếu như bạn nào chúng ta còn đang lo lắng về vấn đề là chúng ta chưa tìm được nơi nào uy tín để điều trị thì các bạn có thể tham khảo cái video này. Đây là khách hàng thực tế nhất bên mình. Mong là tất cả chúng ta khi mà có bệnh lý thì các bạn tìm được nơi uy tín để điều trị, tránh trường hợp mà tiền mất tật mang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với anh chàng đẹp trai của chúng ta xíu nhé. Nó có ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt với cuộc sống của em hàng ngày nhiều không? Sau khi điều trị thì em thấy nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thì chủ yếu của mình thôi, muốn đẹp thì chúng ta phải sau khi điều trị xong rồi chúng ta phải ráng giữ. Trong mấy thời gian giai đoạn đầu đó thì chỉ trong 7 ngày tới 10 ngày thôi. Thì sau đó thì việc đi lại đi chia bờ rồi cũng rất thoải mái. Có nghĩa là em phải thường là sẽ mất 7 đến 10 ngày là chúng ta còn đang tái tạo này, có nước mày nên là mình lúc này thì mình cũng nên dưỡng thật tốt đúng không? Rồi sau khi điều trị thì bây giờ em thấy cái làn da của em có khỏe lên không hay là mình thấy nó yếu hay nó mỏng gì không? Hầu như là đa phần các bạn đang quan tâm đến vấn đề này rất là nhiều. Sau khi điều trị xong thì em thấy nó cũng lúc đầu sau khi xong thì da nó hơi ửng đỏ xíu nhưng mà chúng ta cứ thoa dưỡng một thời gian thì thấy da nó trở lại trạng thái bình thường và nó căng chắc hơn rất nhiều. Các bạn cũng chưa nghe bạn chia sẻ là sau khi mà điều trị xong da nó chóc mày xong thì nó hơi hồng nhẹ ở những cái vùng điều trị sâu đúng không? Còn những cái vùng mà như trán hay mũi mình không có điều trị xâm lấn sâu thì đa phần nó cũng bình thường đúng không em? Thì những cái vùng đó da mình đi sâu hơn sẽ tái tạo nhiều hơn, mới chóc mày xong thì sẽ nó hơi hồng nhẹ một chút xíu, nhưng sau đó thì các bạn dưỡng sau khoảng 2 đến 3 tuần là cái nền da trở nên bình thường và khỏe mạnh bình thường đúng không em? Thì chủ yếu là mình nói là khi mà điều trị xong các bạn dưỡng thật tốt. Và Hiền muốn chia sẻ lúc nào trong những buổi live Hiền cũng chia sẻ, để điều trị một bệnh lý thành công thì như bên mình chia sẻ với em là sẽ quyết định cần 3 yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là tay nghề chuyên môn của bác sĩ điều trị, có kinh nghiệm rồi nhưng mà phải điều trị thành công cho nhiều khách hàng. Có nghĩa khách hàng là chúng ta cũng phải điều trị thành công. Thứ hai nữa là đến công nghệ để hỗ trợ, đúng không em? Ví dụ em có mụn, em cũng đi nhiều nơi rồi nhưng mà đôi khi cái công nghệ đó nó không phù hợp thì vẫn không ra được kết quả, đúng không ạ? Quan trọng là công nghệ nó cũng phải phù hợp, nó phải đúng nữa. Thứ ba nữa là vấn đề về dưỡng. Đương nhiên là dưỡng chị ba rồi, em ở nhà cũng rất là quan trọng. Vì chị ba chăm sóc cho em một tuần chỉ có một buổi, có thể 2 tuần em phải đến được một buổi. Chủ yếu là 7 ngày em còn lại ở nhà. Mình hay chia sẻ với khách hàng, hay chọc chọc khách hàng là em đi chị ba đúng như em đi nhà hàng ấy. Hôm nay em ăn một bữa no nê rồi, ngày mai em vẫn phải ăn cơm với thịt, chứ đâu có thể ăn cơm không với rau được đúng không? Thì cái dưỡng chất ở nhà chúng ta cũng y chang như vậy. Nên là tất cả quý khách hàng khi mà các bạn đã quyết định đến Hiền Vân để mà điều trị thì Hiền rất mong được cái sự mà các bạn hợp tác tốt, khi điều trị rồi các bạn đi đúng, đi đủ liệu trình. Và cái quan trọng nhất là cái chế độ dưỡng tại chị ba và ở nhà. Thì nếu như các bạn làm được tất cả những điều đó thì chắc chắn là Hiền Vân sẽ mang lại cho các bạn kết quả ngoài mong đợi nữa. Chỉ trừ trường hợp một vài số bạn ấy, thì làm trong những cái môi trường có hóa chất nhiều. Thì ví dụ như các bạn điều trị 3 buổi thì các bạn điều trị 1 buổi là có thể là nghĩa mình điều trị 3 buổi nhưng có thể mình phải thêm 1 buổi nữa. Là do những cái môi trường mà có hóa chất thôi, nhiều bạn trai hay làm những công việc ví dụ như pha màu, pha thuốc xúc màu, rồi pha sơn và rất á. Thì đó gọi là không phải là nó không có kết quả nhưng mà nó vẫn ra kết quả bình thường, có điều là nó phải thêm 1 buổi điều trị nữa, có nghĩa bổ trợ thêm 1 buổi. Vậy nên là ở đây thì cũng cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ Hiền Vân, cho Hiền Vân cái cơ hội để mà làm đẹp cho em. Và cũng đấy là cũng một điều may mắn em khi em đến với Hiền Vân đúng không ạ? Vâng. Thì Hiền Vân qua buổi live này thì Hiền muốn nhắn nhủ tất cả quý khách hàng thân yêu là đợt dịch rồi thì Hiền cũng mong là tất cả quý khách hàng có nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Hai chị em xin phép là không đeo khẩu trang, vì nếu đeo khẩu trang thì không có nhìn thấy khuôn mặt thật của bạn ý. Nhưng mà bên mình thì cũng đã xúc muối, khi khách hàng vào cũng đã xúc muối rồi, rửa họng các thứ đâu đấy rồi. Nên chị em ngồi nhau chia sẻ thì cũng là tương đối là an toàn rồi. Còn tất cả bộ phận máy quay bên ngoài thì đều đeo khẩu trang hết. Rồi em xin cảm ơn quý hàng rất là nhiều. Cảm ơn em đã chia sẻ. Em có lời nào muốn gửi gắm đến những bạn khách hàng đang bị mụn, bị thâm giống em mà để mình không có bị nặng hơn không? Thì mình có lời gửi gắm với các bạn là nếu bạn nào đang bị mụn nhẹ hay là nặng, các bạn hãy đến các cơ sở người ta có chuyên môn cao, người ta sẽ hỗ trợ các bạn điều trị tốt hơn, tránh tự làm ở nhà sẽ làm da chúng ta nặng hơn. Các bạn hãy tự tin đi ra, sau đó sẽ có một nét đẹp tốt hơn, đừng có ngại. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi Hiền nhắc lại rồi, bạn biết chút xíu, có nghĩa là khi chúng ta bị mụn chúng ta đừng có tự ý nặn mụn là một. Thứ hai, đừng tự ý mua mỹ phẩm về nhà tự điều trị và phải lên tìm hiểu thật kỹ để trước khi mà mình đến mình trao khuôn mặt cho người một nơi thẩm mỹ viện ở đó, thì để đảm bảo được cái sự an toàn
Rồi cũng giống như em tìm hiểu Hiền Vân là qua Google hay cái gì? Em tìm hiểu qua Google ạ. Qua Google đúng không? Đó, vậy nên các bạn cũng phải nên tìm hiểu kỹ xem là nơi đó họ có thật sự điều trị thành công cho những khách hàng thật hay không, hay là chúng là chỉ là quảng cáo thôi. Thì tất cả chúng ta hãy dùng cái lý trí của mình ra để chọn mặt người vàng các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hiền xin hẹn lại các bạn những buổi chia sẻ lần sau.